Hello, Tuấn Nguyễn xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Nguyễn về thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ review giới thiệu cho quý vị và các bạn một căn biệt thự mặt tiền đường nhựa 8 mét trong khu dân cư hiện hữu. Và thưa quý vị, trên màn hình chúng ta đây, quý vị đang nhìn đây, ở đây toàn là biệt thự cao cấp. Con đường nhựa rất đẹp 8 mét, tọa lạc tại trung tâm thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Đây thì người ta đang xây một cái bệnh viện thẩm mỹ ở đây, quý vị nhé. Đây toàn biệt thự không. Và đây là căn biệt thự mà Tuấn Nguyễn muốn giới thiệu với quý vị. Ở đây thì tiện ích rất nhiều, trường học, chợ, công viên. Và đây là căn biệt thự mà Tuấn Nguyễn muốn giới thiệu với quý vị là căn này. Căn biệt thự của chúng ta có diện tích là chiều ngang 12 mét, quý vị nhé. Đấy. Chiều sâu là 25 mét. Đấy, chúng ta có hơn 275 mét vuông, có sổ hồng là và phun thổ cư luôn quý vị. Biệt thự của chúng ta hướng Tây Nam quý vị nhé. Khuôn viên trước nhà có cây cảnh này, cây lục vừng rất là lớn và mát. Cổng nhôm đúc rất là xịn sò. Căn biệt thự này thiết kế một tầng trệt, hai tầng lầu. Công năng là 4 phòng ngủ, một phòng thờ, một phòng tập gym, 5 nhà vệ sinh. Đấy. Không gian mở, sân xe hơi rộng rãi. Không gian mở 4 chiều quý vị nhé. Đây, những cái hẻm như thế này thì chủ nhà trừ ra khoảng hơn nửa mét để chúng ta trổ cửa sổ ở trên cho căn biệt thự của chúng ta mát mẻ. Do công tác ở bên nước ngoài cho nên vợ chồng trẻ đành bán căn biệt thự này cho chúng ta quý vị nhé. Giá rất rẻ, quý vị xem hết video này tôi Nguyễn sẽ bật mí giá cho quý vị và các bạn nắm được. Và đây là phía bên phải cũng có không gian mở hết và phía sau cũng vậy quý vị nhé. Đây là lối đi lên, bậc thềm chúng ta có 5 bậc phong thủy, hai bên thì có lan can bằng nhôm đúc sơn màu đồng. Cửa thì bằng gỗ gõ đỏ nguyên khối. Mặt tiền này chủ nhà ốp đá hoa cương hết. Khu vực tường rào cũng ốp đá tự nhiên. Bây giờ Tuấn Nguyễn mời quý vị và các bạn vào bên trong chúng ta tham quan công năng của căn biệt thự này. Và thưa quý vị, đây là phòng khách của chúng ta. Một cái phòng khách cực kỳ rộng luôn. Tôi Nguyễn xin bật mí cho quý vị biết rằng nội thất của căn biệt thự này gần 2 tỷ đồng quý vị nhá. Đấy, bộ bàn ghế này là 900 mấy chục triệu rồi. Còn mấy sản phẩm khác nữa lên tới gần 2 tỷ đồng. Toàn đồ nhập khẩu Tây Ban Nha. Đấy. Chủ nhà đi Mỹ cho nên tặng hết nội thất cho quý vị và các bạn. Không gian rất rộng rãi, nhà ốp gỗ bốn bên. Xây trẻ trung hiện đại. Căn biệt thự này thì chúng ta đi ra công viên Tam Hiệp khoảng một cây số quý vị nhé. Đường bàn cờ quý vị đi về hướng nào cũng được. Bên trong này là khu vực không gian phòng ăn phòng bếp, chúng ta có hai dàn tủ bếp trên dưới tất cả bằng gỗ gõ đỏ. Và bên này thì chúng ta có một bộ bàn ghế ăn tân cổ điển ở đây, chủ nhà để ghế ở trên quý vị nhá, không có ai ở dưới ở nhà này cả. Ở phía sau này thì chúng ta có nhà vệ sinh,
không gian ở phía sau đấy, sân sân ở phía sau, sân sau quý vị nhá, sân sau thì rất là rộng. Nhà chúng ta có tiệc tùng liên hoan sinh nhật gì thì chúng ta làm đồ ăn thức uống ở bên ngoài này, nó cũng rộng rãi, không gian mở thoáng mát thơm tho. Quý vị mua căn biệt thự này thì về chúng ta chỉ cần xách vali quần áo vào đây và ở thôi. Đồ đạc tất cả chủ nhà đã tặng hết cho quý vị. Đấy, không thiếu một thứ gì luôn. Đây, gạch ốp phun, đồ nội thất trong nhà vệ sinh rất là xịn. Chiều sâu, chiều ngang 12, chiều sâu là 25. Đấy. Chúng ta có 275 mét vuông quý vị ạ. Đặc biệt là full thổ cư quý vị nhá. Căn nhà này căn biệt thự hoàn công full thổ cư luôn. Hình ảnh rất đẹp, sang trọng, nội thất cao cấp. Tặng hết cho quý vị. Đặc biệt căn nhà này thì ở phía dưới có một phòng ngủ. Phòng ngủ ở phía dưới này rất là tiện cho quý vị. Nhà chúng ta có ông bà già bố mẹ đúng không? Lớn tuổi thì chúng ta sẽ sắp xếp cho ông bà bố mẹ chúng ta ngủ nghỉ ở phía dưới này. Rất là thuận tiện. Phòng cũng rất rộng quý vị ạ. Đây, giường chăn ga gối nệm đầy đủ. Đặc biệt là không gian mở 4 chiều cho nên căn phòng ngủ nào cũng có cửa sổ. Ở trong có tủ quần áo này, quý vị nhìn là toàn tủ gỗ đỏ, rất là chất lượng. Ở dưới gầm cầu thang này chúng ta có một cái tủ đấy, dành cho quý vị đựng những cái đồ mà gia đình chúng ta chưa dùng tới thì chúng ta cho hết vào cho nó gọn gàng. Bây giờ Tuấn Nguyễn cũng mời quý vị lên lầu. Đây là khu vực cầu thang, tay vịn gỗ gõ đỏ này. Đấy. Bậc lên xuống bằng đá lam bồ nhập khẩu. Đấy. Rất đẹp. Và đây là lầu 1. Tuấn Nguyễn sẽ review ở phía sau. Phòng ngủ số 2 của chúng ta đây quý vị. Đầy đủ giường, chăn ga, gối nệm, tủ quần áo, máy lạnh. Nhà vệ sinh khép kín bên trong. Phòng tắm thì thiết kế kiến cường lực ngăn cách riêng biệt, cánh cửa gỗ gõ đỏ nguyên khối, rất đẹp. Quý vị nhìn trên video thì chắc chắn quý vị cũng đoán được căn nhà này đồ đạc rất xịn sò đúng không ạ? Và đây là căn phòng ngủ số 3. Căn phòng ngủ này có pha chút xíu lam màu hồng. Nhà chúng ta mà có em bé gái thì chắc chắn sẽ được ở phòng này đúng không ạ? Có nhà vệ sinh ở trong, phòng nào cũng vậy. Nội thất cao cấp, gạch lát phun, rất là sạch sẽ. Và Tuấn Nguyễn cũng xin thưa quý vị là căn nhà này có cô giúp việc quý vị nhé, cho nên là lau chùi, dọn dẹp sạch sẽ. Nhà lúc nào cũng mới tinh thơm, lá ngò, thơm phức. Những cái khóa đồng rất là chất lượng.
Và bên này, đây là phòng ngủ số 4. Rất đẹp đúng không ạ? Tủ quần áo ở trong này, có khu vực bàn làm việc nữa quý vị nhé. Cửa sổ. Tuấn Nguyễn cũng bật mí giá cho quý vị biết luôn, căn biệt thự này giá rất rẻ. Chủ nhà chỉ gửi trên kênh của Tuấn Nguyễn với giá là 16 tỷ thôi quý vị nhé. Đấy. Và chúng ta còn thương lượng và đặc biệt là được tặng hết nội thất cao cấp như thế này. Đấy, xung quanh đây quý vị nhìn toàn biệt thự cao cấp. Quý vị ở trong đây thì rất là đẳng cấp đúng không ạ? Hàng xóm cũng rất gì là. Đây là cái hành lang phía trước. Đây là cô giúp việc đây quý vị. Đấy. Nhà có chú cô giúp việc cho nên là nhà lúc nào cũng sạch sẽ. Thơm tho. Phòng ngủ này thì có nhà vệ sinh ở trong đây quý vị. Phòng nào cũng vậy. Rất là rộng rãi. Đây. Phòng này thì có bồn tắm nằm. Tấm nằm của chúng ta đây. Căn phòng này, căn phòng master rất là rộng. Một căn biệt thự mà gần 300 mét vuông. Đấy, 275 mét vuông. Có sổ hồng và thổ cư là full luôn. Biệt thự hoàn công mà giá 16 tỷ. Tặng full nội thất xịn sò như thế này. Thì quý vị thấy có mắc không ạ? Bây giờ tôi muốn mời quý vị lên lầu 3. Chúng ta tham quan hết cái công năng của căn biệt thự này. Cầu thang rất là đẹp đúng không ạ? Bậc lên xuống bằng đá lăm bồ nhập khẩu, tay vịn gỗ đỏ. Đẹp như thế này. Đây là lầu 3 của chúng ta đây quý vị. Lầu 3 của chúng ta thì có sân phơi, có phòng tập gym, có phòng thờ quý vị nhá. Đấy. Đây là sân phơi. Sân phơi phía sau của chúng ta rất là rộng. Và phòng xông hơi quý vị nhá. Đấy, có nhà vệ sinh nữa và phòng xông hơi. Phòng xông hơi của chúng ta đây. Nhà đầy đủ công năng, không thiếu một thứ gì. Đây là sân phơi đồ của chúng ta. Có
một cầu thang để lên trần, nhưng mà chủ nhà khóa rồi. Tuấn Nguyễn chỉ quay ở đây cho quý vị và các bạn xem thôi. Rào, tường rào thép bốn bên kiên cố chắc chắn, an ninh. Khu vực này thì để những cục nóng ở đây. Đây thì có những cái kho này. Cái phòng đây cũng có thể là gọi là phòng ngủ số 5 đấy quý vị ạ. Mà chủ nhà không có sử dụng tới. Tôi biết ông xin lỗi quý vị, phòng số 5, phòng ngủ số 5. Bên đây là phòng thờ, thì bộ bàn ghế tân cổ điển, bộ bàn ghế ăn tân cổ điển thì chủ nhà để ghế ở trên này, quý vị nhìn đây, đúng không ạ? Đây là ghế của bộ bàn ghế ăn tân cổ điển ở dưới phòng ăn, mà chủ nhà mang để ở trên này nhé. Đến chỗ phòng thờ, phòng thờ rất là đẹp. Đây thì vợ chồng trẻ cho nên chủ nhà cũng chưa thờ ai. Chỉ lập cái bàn thờ ở đây để ngày rằm, ngày lễ, ngày Tết thắp hương cho nó ấm cúng căn biệt thự này thôi. Chưa thờ ai quý vị nhá. Rất là tốt, rất là phong thủy đúng không ạ? Vâng, và cái công năng cuối cùng của căn nhà này. Đấy là phòng tập gym. Phòng tập gym này có không gian mở. Đấy, có ban công, chúng ta trổ cửa sổ ra rất là thoáng mát và đẹp, nhìn toàn cảnh thành phố Biên Hòa Đồng Nai. Đây quý vị, một phòng tập gym rất là rộng, rộng mênh mông luôn. Mỗi gia đình chúng ta thì có cái nhu cầu sử dụng khác nhau. Sau này quý vị về đây, quý vị yêu thể thao, rèn luyện cơ thể, sức khỏe thì chúng ta để phòng tập gym, đúng không? Còn nhiều gia đình thì người ta không thích thì người ta lại thiết kế thành phòng ngủ hoặc là phòng khách ở trên lầu hoặc là một cái khu gì đấy. Nhiều cách để cho chúng ta sắp đặt đúng không ạ? Đấy, ban công mở, có lan can hai bên chạy xung quanh căn nhà, căn phòng này như thế này, rất là thoáng mát. Vâng, vậy là thưa quý vị, Tuấn Nguyễn đã review xong hết công năng của căn biệt thự này cho quý vị và các bạn nắm được, đúng không ạ? Tuấn Nguyễn xin nhắc lại chiều ngang 12m, chiều sâu lên tới 25m. Đấy. Chúng ta có gần 300m thổ cư, 300m vuông, xin lỗi quý vị. Đặc biệt là có sổ hồng và full thổ cư, đúng không ạ? Biệt thự hoàn công, giá 16 tỷ đồng tặng full nội thất nhập khẩu châu Âu. Đấy. Quý vị xem được video này thì quý vị cảm thấy căn biệt thự này đẹp. Đấy, nội thất xịn sò, nằm ngay trung tâm thành phố Biên Hòa Đồng Nai thì quý vị hãy nhấc máy lên. Liên hệ ngay với Tuấn Nguyễn và Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị đi xem căn biệt thự này. Đấy. Tuấn Nguyễn xin nhắc lại là 16 tỷ đồng mà chúng ta còn thương lượng nữa quý vị nhé. Đấy, chứ chưa phải là giá cuối cùng. Đấy, căn nhà toàn đồ gỗ, gỗ đỏ, xịn sò. Đấy. Ngoài ra nội thất mấy hai bộ bàn ghế tân cổ điển nhập khẩu ở từ Tây Ban Nha về quý vị nhé. Nội thất khác nữa rất là xịn sò, giá 16 tỷ đồng còn thương lượng. Đấy. Kênh Nhà Đất Tuấn Nguyễn chuyên bán nhà trên 3 thành phố Bình Dương, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra Tuấn Nguyễn còn có rất nhiều biệt thự đẹp trên thành phố Đà Lạt, thành phố Vũng Tàu và trên Phú Mỹ Hưng, quận 7, Thảo Điền quận 2 và Khang Điền quận 9 của thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Nhằm đáp ứng nhu cầu của khán giả.
trên kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn. Đấy, và kiều bào nước ngoài đang muốn về Việt Nam sinh sống, quý vị hãy liên hệ với Tuấn Nguyễn. Tuấn Nguyễn sẽ đáp ứng được rất nhiều sản phẩm đẹp, đấy, nhà đất cũng như là những lô biệt thự đẹp, đất biệt thự đẹp, những căn biệt thự đẹp để cho quý vị xem, lựa chọn để mua. Đấy, Tuấn Nguyễn cảm ơn quý vị đã tương tác kênh của Tuấn Nguyễn, đấy, ủng hộ kênh, đấy, trong những thời gian qua. Tuấn Nguyễn chúc quý vị xem video vui vẻ. Đấy, quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh cho Tuấn Nguyễn với. Cho Tuấn Nguyễn xin một nốt like. Quý vị hãy subscribe kênh, chia sẻ kênh và comment góp ý xây dựng kênh cùng Tuấn Nguyễn quý vị nhé. Và quý vị hãy nhớ ấn chuông để chúng ta có nhiều video mới nhất mỗi buổi chiều cho quý vị xem vui vẻ, xả chết cũng như lựa chọn những sản phẩm đẹp để quý vị mua. Cuối cùng thì Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo trên kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn. Thank you.